chào các bạn. Hôm nay chúng tôi làm một anh em chúng tôi làm một chuyến đi lịch sử đến cái di tích lịch sử điểm cao Charlie và điểm cao Delta tỉnh Kon Tum. Việc lên đồi Charlie và lên đồi Delta rất là khó khăn, đường đi không nổi, phải dùng cái một cái loại máy cày với cái mã lực rất là lớn, cái bánh rất là to này. Và cả một cái đồi anh em phải đi phụ thì mới đi nổi. Cái xe này là bao nhiêu mã lực cái xe này sao? 9.000 mã lực. À, dùng cái xe này. Dùng cái xe với 9020 mã lực. Với tờ thì còn. Rồi này là cái xe này tới 3 cầu. Tới 3 cầu thì mới đi được. À, lên một cái sau là làm một cầu nữa nè. Nguyên cái xe đi này. Phải dùng cái phải có các cái đồ đi cái này này, phải đi đây là cái rờ mót, cái rờ mót để ngồi xong cái khung sắt này. Xe này thì dùng cỡ chở phải dùng chở trâu sắt bự thế này, nhưng mà hôm nay chở anh em tôi thì cấp độ cũng trâu luôn. Đây quá kinh, đường ra đi hồ rất rõ, quá kinh, quá kinh khủng, cây cối đập, wow, cây như quả cây ở đập vô đầu, hồi lúc xuống, đó phải hồi lúc xuống rồi chứ này, cây tre, wow, wow, gai này, cây gai này, đấy cây gai này, cây gai này. Không cú xuống và ăn gai rồi. Đang tạm thời dừng chân một chút để anh em lấy cây chắn lại, chứ còn đi thế này thì không đi nổi. Ghê quá. Đây đây. Các có một hồi trang trí lại cái đường xe, giờ toàn cây cối không. Mấy con à? Cả vô cây mấy con sâu, con bọ ngựa gì đây là rất đầy người tuổi trơn. Anh là người từ đầu cây gai phía trước là cây gai. Chúng tôi đang trên đường đến đỉnh Charlie. Đứng xa đã nhìn thấy đỉnh Charlie. Ở dưới là các cái thung lũng rất sâu. Thung rất sâu đỉnh Charlie. Phía xa là có một cái miếu thờ này. Xa rất là xa, dọc con đường đi lên có một cái miếu thờ. Đấy. Phía xa có một cái miếu thờ. Anh còn rất là nhiều hố bom này. Hố bom này, rất nhiều các cái hố bom mà có bao nhiêu năm tháng rồi cũng không thể lấp được các hố bom này, kinh khủng. Đây là một đền thờ, một dốc nhiều 45 độ. Trời ơi, đây cũng một đồi dốc 45 độ.
45 độ luôn, dốc. Đồ dốc quá kinh. Xe đang bò như xe tăng bò. Loại xe này cái bánh lốp to mà nó cuồng lên. Wow, cảnh tuyệt vời.